Cát Tường xin chào đón quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với phiên bản đặc biệt Hẹn Ăn Trưa. Em không có được cái tự do của em, ví dụ như là người đó thích em mặc cái gì đó là cứ theo cái ý thích của anh thôi. Dạ thất bại thì cũng có rồi, nhưng mà theo như em được sau những cái thất bại đó thì nó sẽ cho em tự tin hơn. Không để mọi người chờ đợi lâu nữa, bởi vì chàng trai trong buổi hẹn hò ngày hôm nay đã đang rất là sốt ruột rồi. Đúng vậy không em? Dạ đúng rồi chị. Bây giờ em đợi nha. Dạ. 30 giây nữa thôi Tường sẽ đưa người bạn gái hẹn hò với em ngày hôm nay vào. Dạ. Nha. Dạ dạ em cảm ơn chị. Rồi em vô kìa. Bước lên cái này. Rồi, tới rồi. Ngồi xuống, ngồi vô ghế đi. Rồi xây chân vô bàn. Bây giờ thì cô gái của chúng ta đã xuất hiện rồi. Hai bạn được quyền mở mặt nạ ra. Hello cưng. Dạ em xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn gái ở bên kia. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Dương Quốc Hữu. Năm nay em 36 tuổi, tên là tại Huế. Hiện tại thì em đang sinh sống tại Đắk Lắk. Hữu đang làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang làm công việc tự do, chăm sóc cà phê và hồ tiêu. Đang trồng hay sao? Dạ. Trồng và thu hoạch hay sao? Dạ bây giờ trồng toàn bộ thu hoạch và từ mình sản xuất ra luôn ạ. À sản xuất luôn. Dạ. Thu về rồi mình làm các sản phẩm thì mình nhập lại đại lý thôi. Vườn rộng không? Được bao nhiêu? Dạ, vườn của em được hơn 2 ha chị. Em biết 2 hectare là rộng bao nhiêu không? 2.000 mét. 2.000 mét hả? Dạ 20.000 mét. 20.000 mét. Nhiều hơn 20.000 mét. 20.000 mét. Có thấy cái vườn cà phê lần nào chưa? Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình cho anh Hữu bên này nghe ha. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Hữu và em chào khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản Hẹn Ăn Trưa. Em là Lê Uyên Thanh Nhà, năm nay em 34 tuổi, hiện tại là em là hiệu trưởng của trường mầm non Tư Thục. Hiệu trưởng trường mầm non? Trời ơi ghê. Dạ, chị. Dạ Tư Thục thôi chị. À mầm non Tư Thục. Trường mình lớn không? Dạ cũng nhỏ nhỏ. Ráng đi ha. Dạ. Người 36, người 34 là tuổi này cũng phải nhanh lẹ đẻ mới kịp nha. Dạ. Đẻ xong rồi gửi vô trường Tư Thục bên đây luôn ha. Dạ. Rồi bây giờ là em đang sống ở đâu? Dạ em đang ở quận 10, nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh. À mình đang sống với ai? Dạ em sống với lại gia đình lớn của em. Đây, điểm mạnh điểm yếu của Hữu trong công việc là gì? Thì em là một người luôn luôn là phấn đấu, cố gắng, sống rất là tình cảm, biết quan tâm đến gia đình. Nhà mình đông anh chị em không? Dạ nhà em có 8 anh chị em, nhưng mà tất cả thì có gia đình riêng và cuộc sống riêng, là chị mình em là con trai út. Bố mẹ vẫn khỏe? Dạ bố mẹ em thì 70 tuổi rồi, đâu có làm được nữa. Bây giờ em làm cho bố mẹ thì bây giờ em làm thôi. Dạ, tất cả những công việc ngoài đồng thì em làm hết, nhưng mà đó chủ yếu là em cố gắng để làm công việc bố mẹ thôi. Chứ còn em có định hướng là nếu mà sau này em lập gia đình thì em cũng kinh doanh hay gì đó. Mình có tính trước là cái gì chưa? Em đam mê về cái gì chưa? Gia đình em thì đất cũng nhiều, ở nhà mình ở thì mặt tiền nó cũng rộng, nó nằm trên đường lộ nữa. Thì em cũng dự định là nếu mà lập gia đình thì tìm công việc để cho vừa buôn bán phụ thêm, rồi em cũng vừa làm bên cho bố mẹ là cũng buôn bán cái này vậy á. Rồi những khuyết điểm của em là gì? Dạ khuyết điểm của em thì em có chút hơi nóng tính và cũng có nhiều lúc cũng hơi vội vàng, chưa biết đó là nó sẽ thành công hay là thất bại, nhưng mà em đã quyết định làm em phải làm cho bằng được. Hơi vội vàng trong những cái quyết định. Dạ. Và đã từng có thất bại chưa? Dạ thất bại thì cũng có rồi, nhưng mà theo như em thì sau những cái thất bại đó thì nó sẽ cho em trưởng thành hơn và em sẽ cố gắng rút ra kinh nghiệm được nhiều hơn. Rồi thất bại là mẹ của thành công ha. Dạ. Rồi còn thấy nhà thì sao, em có những cái điểm mạnh điểm yếu gì? Em thích nấu ăn, em có hay quay những cái clip nấu ăn của em lại. Em cũng có thể em thích là sau này có các bạn cùng với em á, không có sở thích có thể là em quay phim hay là gì đó, em đi ăn hay em chụp hình gì đó thì đừng có la em cái vụ là hay cuốn Facebook hay cuốn gì, thật sự ra em chỉ là lưu lại cho em thôi. Không sao đâu, chị kêu ảnh là phải hỗ trợ em, ví dụ em ngồi ăn thì ảnh lấy máy ảnh quay giùm cho em. Dạ. Có người quay cho mình đẹp hơn mình tự quay. Dạ. Đúng không? Dạ, được không em? Dạ được ạ. Chụp hình cho cổ, quay phim giùm cho cổ được không? Dạ được. Đó, là sở thích của em cũng em thích chụp hình lắm, cho nên hả các bạn mà cùng thích với em là phải cũng có sở thích cùng đam mê lên chụp hình, chứ nhiều khi mình chụp hình nhiều quá cái người ta kêu hả trời suốt ngày cứ lo chụp hình mà không có chụp hình thì không có lưu lại được kỷ niệm. Chụp hình là cũng đúng, nhưng mà cũng đừng có bỏ người xung quanh, tại vì đôi lúc mình đi cái đi tới đâu có mình không lo chơi, không lo ngắm cảnh, không lo tâm sự, không lo trò chuyện, mình cứ suốt ngày mình cứ lo chụp hình với check in Facebook không. Em làm thì nhanh lắm chị. Nhanh thì được, giống như chị Tường cũng vậy. Dạ. Đi du lịch tới nơi nào đó là nhiệm vụ trước tiên là phải chụp quay lại cái xong rồi, nhưng mình cũng phải dành thời gian để mình trải nghiệm cái nơi mà mình đến, chứ nếu mình cứ chăm vô cái máy điện thoại không á thì mình sẽ không có thời gian để mình hưởng thụ những cái khoảnh khắc đó cùng với cái người yêu thương của mình. Dạ. Mình có khuyết điểm gì không? Dạ cũng có, nói chung là khuyết điểm của em là em thẳng tính quá, em không có màu mè hoa lá, cho nên mấy bạn trai không có thích những bạn nữ như vậy. Nhưng thật ra là mình chưa gặp được đúng cái người cùng cái gu của mình thôi em. Dạ. Đừng có bi quan nha. Về tình trường thì sao?
Dạ, tên Trương thì em có hai mối tình chính thức. Hồi em mới lớn thì em có yêu một bạn ở gần nhà. Thì mối tình đó kéo dài khoảng tầm 5 năm là tiền thể hôn nhân. Nhưng mà ở quê ngày xưa thì cũng thứ nhất là cũng có quan điểm về cái tuổi tác. Cái tuổi tác nó không hợp. Người ta nói nếu mà hai người đến với nhau thì về sống là không hạnh phúc. Ai coi, em đi coi hay ba mẹ em đi coi? Dạ, hai đứa em cùng đi coi ạ. À, hai đứa em đi coi? Dạ. Rồi không hợp là tự nhiên hai đứa chia tay luôn? Dạ, về hai đứa thấy cũng buồn buồn thì em sợ, nhưng mà bạn đó nói là vì ông thầy bói ông nói nếu mà cưới về thì gia đình hạnh phúc, ví dụ mình không bị gì thì để con ra nó bị này bị kia thì thôi sợ quá cũng dừng lại luôn. Bởi vì ta nói thà không coi. Cái tâm lý, tự nhiên ông thầy bói ông phán chân câu cho gia đình. Dạ. Hai em lấy nhau tự nhiên có người chết tao dám lấy. Dạ. Đúng không? Mình không chết thì con chết cho nên em à, mình đừng có nghe. Dạ. Chưa chắc điều đó là sự thật đâu. Dạ. Em thì... cho nên là lần sau đừng có coi nữa. Dạ, bây giờ là không coi nữa, bây giờ thấy hợp là cưới là không. Đúng. Coi nữa. Cái chuyện hạnh phúc hay không là do hai vợ chồng mình vun vén mỗi ngày chứ. Dạ. Đừng có bị phụ thuộc cái đám cưới của mình mà phụ thuộc do ông thầy bói. Dạ. Vậy mối tình thứ hai. Dạ, cái mối tình thứ hai thì khi em chia tay mối tình đó thì em lại đi học bên tài xế, thì em chạy xe thì em có quen một người nữa, thì yêu được khoảng tầm 1 năm. Thì cũng vì cách trở công việc ít khi gặp nhau nữa thì xa dần thôi, cuối cùng em chia tay. Đến bây giờ em không có tìm hiểu thêm một mối tình nào cả. Ngày đó đến bây giờ là bao lâu rồi? Dạ, ngày đó là năm 2012. 7 năm rồi. Dạ. Không có mối tình thật nào sự hết. Em cảm thấy trải qua hai cái mối tình rồi em thấy nó mệt mỏi, em cũng chưa có xác định hướng là để lập gia đình sớm nữa. Thật sự trước giờ em chưa có cái định hướng là lập gia đình. Em thì mình còn trẻ phải cố gắng làm và học hỏi. Dạ, 37 là hết trẻ rồi nha, hơn. Dạ. Nửa đời người rồi nha. Dạ. Khi mà em đăng ký cái chương trình này thì em cảm thấy mình đã đủ mạnh, đủ lớn, đủ tự tin và đã sẵn sàng để bước vào cái cuộc hôn nhân. Thì em đăng ký. Thế còn em, tình trường mình như thế nào? Em cũng có hai mối tình, nhưng mà mối tình của em không có kéo dài như ảnh đâu. Mối tình của em thì có khoảng từng 1 năm quen nhau hồi sinh viên á, mà hồi xưa là quen qua Yahoo Messenger. À. Xong rồi không có gặp mặt, mà lúc mà bạn nó đi hợp tác lao động bên Nhật á. Xong rồi bạn nó đi 3 năm thì hai đứa cũng viết thư qua lại. Ngày xưa là sinh viên á, ở trên ký túc xá là có gửi thư tay về, thì em rất là quý cái phần đó. Nói chung là cái kỷ niệm rất là đẹp, thơ mộng lắm. Khi mà anh ấy quay về thì trời ơi, nói chung là mình theo dệt lên 10 thì mình vỡ mộng một cái. Có nghĩa là suốt 3 năm anh nó đi thì vẫn liên lạc. Dạ. Nhưng mà khi anh nó về lại Việt Nam thì vỡ mộng. Dạ, tại vì gặp nhau thì mới biết là bạn này tính rất là trẻ con, nó làm cái gì thì cũng ghen tuông hết á. Chơi với bạn thân thôi, trong nhóm bạn thân với bạn gái thôi mà cũng không có chịu nữa. Cho nên em thấy không hợp nên em chia tay. Dạ. Mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì anh này ngược lại cái anh kia, già dặn gia trưởng, quan tâm quá nhiều. Đi đâu làm gì là lợi nhà rước, xong đi đó đợi, xong là tới giờ đó. Ủa anh nó rảnh quá vậy, anh không có đi làm gì hết trơn hả? Dạ anh có đi làm, nhưng mà ví dụ như cái giờ, ví dụ em đi học á, em đi thi cái gì đó là đợi em, là trở em về, em không có thời gian em giao lưu với ai nữa hết á. Cái thương em mà ta mới vậy. Không, bây giờ kiếm cái người giống vậy là cũng hiếm lắm á. Nhưng mà em bị thay đổi cái tính chất của em đi. Em không có được cái tự do của em. Ví dụ như là mọi người đó thích em mặc cái gì đó là cứ theo cái ý thích của ảnh thôi. Mà em mặc vô thì em thấy không có thoải mái hay là anh mua quần áo tặng em mà tặng. Dạ. Theo cái ý của ảnh chứ không thì theo cái ý của mình. Dạ. Nói chung là sở thích của mình thì lại không được quan tâm, chỉ theo cái ý của ảnh thôi. Rồi cuối cùng chia tay. Dạ, chia tay. Thấy phụ nữ cũng khó lắm, thấy không? Dạ, em không quan tâm á cũng không được. Dạ. Mà quan tâm nhiều quá đó cũng không được. Dạ. Thì bây giờ cổ muốn nếu mà qua nghe hai mối tình thì mình đúc kết lại là cô ấy muốn quan tâm nhưng mà phải quan tâm theo cái ý của cổ. Dạ. Chứ mình quan tâm đúng theo mức, ý mình đúng là mức. Không được. Dạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ, em muốn một người bạn gái đó là vui vẻ, hòa đồng, cởi mở, mạnh mẽ, tự tin và có sống tự lập. Nãy giờ thấy là bên đây có đủ rồi đó. Dạ. Sạch sẽ. Sạch sẽ. Em thì không phải là quá sạch nhưng mà gọi là cũng khá sạch và gọn gàng. Dạ, ngoài hình thì em muốn người đó cao tầm khoảng 1m55 trở lên ạ. Nặng thì tầm khoảng 100kg. Gì? Dạ, chia chị 100kg chia đôi đó. Trời, hết hồn chứ. Dạ. Em thích mọi người như thế nào? Man lì chút. Man, anh này man. Đẹp trai, rắn chắc, khỏe mạnh. Dạ, trung tình. Cái đó thì em phải kiểm tra chứ chị không biết. Quan tâm một chút nhưng mà đừng quan tâm quá. Ừ. Chung là fit của hai cái rồi. Bạn trai cũ. Cô cũng khó tính lắm nè, 36 tuổi rồi nha. Dạ, em 34. À, 34 rồi, anh này 36. 34 là tuổi gì em? À, coi tuổi nữa, tôi nói không có coi tuổi. Không. Tuổi gì? Em là sinh năm 85 nhưng mà tuổi em là tuổi Tý. Tuổi Tý là đầu năm. Tuổi Tý thì được, chứ anh tưởng tuổi Sửu là... Em tuổi Tuất. Tý Tuất đâu có gì đâu. Dạ. Không có kỳ gì hết trơn á. Được, hợp.
chó chuột trong nhà nhiều lắm, chơi chung nhau được mà. Em thích mẫu đàn ông mà biết hát hò hay là gì đó. Em hát không có hay nhưng mà em dễ siêu lòng những bạn mà bạn nam có cái tài năng như vậy. Hát không? Không đam mê lắm nhưng mà nếu hát thì em vẫn hát được. Điểm mạnh của em là em biết chơi nhiều cái môn thể thao thôi. Chơi môn gì? Dạ trong đó bóng đá, bóng chuyền, nói chung là rất nhiều món nhưng mà em cũng biết chơi bình thường. Nhưng mà có một cái món em chơi rất là giỏi, đó là bắn súng á. Bắn súng? Bắn súng? Dạ. Bắn cái gì? Em hồi xưa em đi bên chỗ dân quân tự vệ á, thì cứ hàng năm là bên huyện về tổ chức cho mình bắn đạn thật để mình thử đó. Thì qua hai lần em bắn thì em đạt cái số điểm là rất cao, vượt quá chỉ tiêu của bên đưa ra. Chừng mà anh này có rất là khỏe, rất là chắc, rất là men đó. Hai người có đem hình em không? Coi. Tao đưa hình em thì coi coi. Trời ơi, hình gì nùi người làm sao mà người ta tìm ra. Trời ơi, tôi ngồi nhìn vậy mà tôi còn tìm chưa ra nữa nè. Vậy mà em tìm ra được là mới hay đó chị, khi đó mới coi duyên. Này em tìm đi, có hai sự lựa chọn cho em thôi em à. Đúng mới hay á. Chị ngồi đây chị còn nhìn chưa ra ai là cổ luôn á. Giờ nhìn không ra luôn cái nào mà. Chẳng lẽ là đây à? Cho ảnh vài gợi ý đi em. Em là người trung tâm của hình. Trung tâm của cười. Hình hay cười. À em hay cười. Trung tâm của hình thì em đang gặm cái bánh mì. Để so sánh giữa mấy tấm hình nha. Yeah. Bên này dễ ẹt có hai người à mà còn suy nghĩ lâu quá vậy. Cảm nhận rồi, mình thích anh nào mình chỉ đại anh đó đi chứ bây giờ khó lắm. Rồi chưa? Nhanh nhanh. Đâu? Nếu mà về cười thì chắc em tròn tấm này cũng cười đi. Cô này đúng không? Dạ. Cô này. Ủa cô này trong tấm này là cô nào? Mày thì em... Cổ phải có hết trong tất cả các tấm này. Bởi vì cái ông này không dạ, có sâu sắc. Chọn cô này. Cô này rồi vô tấm này là cô nào? Vô cô này. Phải không? Sao nó rất quốc vậy? Hay cười thì chỉ có cô này hay cười, cô này cười, cô này cũng cười. Thì cô này không đeo mắt kiến. Bên này không đeo mắt kiến. Thì cô này lên cũng đâu phải cô nào đâu. Cô này. Thì cô này với cô này đều tóc ngắn giống nhau mà. Cũng hay sao cười. Sao tóc dài mà đi chọn cô tóc dạ, ngắn? Dạ không phải em chọn tóc ngắn mà em nghe nói vậy cho nên em... Cô này thì lấy cô nào? Thôi em chọn cô này đi. Cô này phải không? Chắc chưa? Để tôi coi. Cô này. Cô này trong hình này là cô nào? Coi tấm khác thì xem tấm sao. Tấm khác thì xem sao. Xem ba tấm mới biết được. Cô này là cô nào? Đem dễ chọn. Rất là vất vả. Gì đâu vất vả. Thôi mệt quá hết thời gian. Dạ, 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 thôi. Giờ em chọn cô này. Cô này lên cô này. Rồi chốt nha, khỏi nói nhiều. Rồi em chọn chưa? Chọn chưa? Em nghĩ là anh này mà chắc em nghĩ là anh này. Có một cái anh một thôi, giờ anh nào em thích anh nào? Cái này đi. Anh này đúng không? Rồi bây giờ các bạn hãy nhìn hình và hãy kiểm tra. Xin mời các bạn hãy chiêm ngưỡng dung nhan của nhau khi cánh cửa trái tim này mở ra. Kiểm tra lại xem là sự lựa chọn của mình có đúng hay không nha. 1, 2, 3. Trời ơi. Rồi. Công quà hiện tại em. Em cảm ơn anh. Em cũng tặng lại. Cảm ơn em ạ. Sao? Đúng không? Đúng không? Dạ đúng ạ. Đúng rồi mà đúng. Hình đây. Đúng tầm bay tầm bạ thì hỏi cổ coi. Chọn em hình này mà nói đúng nè. Dạ không. Thật sự anh nhìn em anh nhìn em ở ngoài xinh đẹp hơn không nhiều cho nên anh cũng không tưởng tượng. Vậy thì cô này thôi. Đúng rồi. Tại vì cô này là qua tấm hình này là cô này nè. À thì em có chị cô này lên cô này rồi chị không chịu vậy. Em chị cô này lên cô này mà chị... Sai. Dạ, cô sai. Này là lên cô này. Thì em chọn một cô là được rồi. Nhưng mà em chọn sai rồi. Em thì có một hình thì bạn gái bên kia chị chọn hơn. Em chọn anh đúng không em? Giờ nhìn hình đó là nhìn ngoài em cũng không giống. Nhưng mà chắc là anh là anh áo vest. Thì là em chọn đúng. À, được rồi, hình ảnh bỏ qua bên đi. Bây giờ tôi sẽ mời hai bạn thưởng thức một cái món ăn trưa mà chương trình đã chuẩn bị cho hai bạn. Món mì Ý Bagasti nha. Rồi bây giờ Tường chào hai bạn nha. Tâm sự chào với chị. Nhau dạ. Vài phút nữa Tường quay lại. Em cảm ơn chị. Anh chào em. Dạ. Em nhìn thấy anh sao ạ? Khác trong hình chút. Anh thấy em rất xinh, thật sự anh có ấn tượng về em. Dạ. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở Đắk Lắk em, nhưng mà thỉnh thoảng anh còn vào Sài Gòn làm. Vậy là bây giờ anh ở Đắk Lắk, anh không ở Sài Gòn. Khi nào bố mẹ ngoài mà có việc á, thì anh phải về phụ cho bố mẹ. Khi mà hết việc thì anh lại vào Sài Gòn để làm phụ thêm em. Anh làm ở bên chỗ xây dựng, bên chỗ phân sắt á, mình đi làm mái rồi đó. Vậy nếu mà gặp em thì anh sẽ làm sao?
Nếu mà gặp em hẹn hò thì anh sẽ sắp xếp công việc, ví dụ ngoài đó là anh làm tầm trong vòng nửa tháng hoặc là bao nhiêu đấy là xong thôi thì anh lại vào đây làm. Nhưng mà anh có hay vô Sài Gòn không? Có, hầu như ở Sài Gòn là nhiều hơn ở Đắk Lắk em. Chỉ có những cái mùa mà thu hoạch thì anh về phụ giúp bố mẹ, bình thường thì anh kêu người làm xong việc là anh lại đi. Rồi hiện tại em ở với ai em? Em ở với lại gia đình. Vậy là nếu mà cưới nhau là em ở đây đúng không? Đúng rồi. Quan điểm của anh là bây giờ cái thời đại này thì không kể là dâu hay rể cả, thì anh nghĩ rằng nếu mà cái công việc của em đang ổn định, có cái sự nghiệp ổn định, nếu mà cảm thấy lo lắng cho gia đình được thì anh còn đồng ý, thì còn anh mà cố gắng làm thêm công việc của anh. Nhưng mà anh chịu lên thành phố nữa thì anh cũng sắp xếp lên ở với em được, thì anh sẽ kiếm công việc của anh. Nhưng mà quan trọng em có ngại về công việc của anh, ví dụ em là bên ngành giáo viên, em thích công chức này kia, anh lao động thì em có phù hợp với em không? Tùy theo anh như thế nào nữa. Công việc nếu mà chịu khó lao động thì nó khác. Nói về công việc thì anh là một người rất là đam mê công việc phát triển kinh tế. Mà đặc biệt của anh, điểm mạnh của anh đó là anh là một người rất quý trọng tình yêu với gia đình. Nếu mà hợp thì anh có thể công việc đấy anh để lại cho anh em ở cùng bố mẹ phụ giúp anh vào đấy thì cũng được. Anh hỏi em về cái quan niệm yêu và sau này mà tiến đến hôn nhân thì theo anh em nghĩ thế nào là để có một cái gia đình nó trọn vẹn và hạnh phúc? Mình phải làm sao cho nó được hoàn hảo hơn. Có những cái mà mình cảm thấy là nó chưa tốt thì mình nên góp ý. Và cái sự góp ý đó mình phải lắng nghe. Chứ mình không phải là vì cái tôi của mình quá cao rồi mình sẽ... Anh là người luôn luôn biết lắng nghe và những cái gì đúng thì anh sẽ chấp nhận. Mà mình muốn đi đến một cái hướng gọi là hạnh phúc thì anh... Sao rồi? Tâm sự được nhiều chưa? Dạ thì cũng mấy ít ít chị ơi, muốn nhiều hơn nữa. Thực sự rất vui là khi được ăn cùng với em. Thì anh hy vọng sau cái chương trình này và mãi mãi sau này hai đứa mình định bữa ăn lúc nào cũng được, ăn cùng với nhau. Giờ chị Tường sẽ có một cái trò chơi nho nhỏ dành tặng cho hai bạn ha. Bây giờ trên tay của Tường là có một cái sắp bài như thế này, trong này nó có những yêu cầu của chương trình đưa ra. Dạ. Mình bóc cái lá bài đó lên. Dạ. Thì mình có quyền yêu cầu đối phương hoặc là bản thân mình sẽ thực hiện cái yêu cầu trong này. Ai muốn bóc trước? Em nhường bạn gái chưa? Nhường bạn gái chưa? Đọc lớn lên em. Bạn hãy nắm tay người đối diện và cảm nhận như thế nào? Dạ, cái này thì... Tại vì chương trình bắt em nắm. Nếu mà không bắt thì em không nắm à? Dạ, cũng có chứ. Cho ta lạnh hết. Anh lạnh, anh đang hồi hộp. Dạ. Anh thì thấy em ấm áp, anh ước gì cái sự ấm áp này nó mãi mãi sự ấm trái tim của anh à? Ông này nói chuyện ghê thiệt luôn á, tôi tưởng đâu chân làm giường á. Tại phiền em. Em hôm nay em chọn cái lá bài màu gì ta? Đỏ. Đỏ hồng. Anh cũng theo em, bởi vì anh luôn luôn đi theo một cái hướng với người mình thích. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất đi nào. Là anh á. Em. Ủa là anh chứ. Em á, hồi nãy cổ nắm tay em đúng không? À. Cổ đọc rồi cổ tự làm đúng không? Cổ đọc giờ... là cổ tự làm cho em. Ừ, thì bây giờ em tự đọc ngược, em tự ngược lại. Cái này cũng khó đấy, tự nhiên. Khó, tao phải kêu làm, làm nhanh đi. Tới dèm được. Cười, dạ, cười ra được. Cười ra được rồi. Rồi. Chứ bây giờ, thật sự cái đấy mà nam phải làm để người khác cười nó khó hơn nữ. Hôm nay tôi nghĩ là cũng đã cho hai bạn khá nhiều thời gian để tâm sự rồi. Bây giờ là đến lúc quan trọng nhất. Chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định của mình là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Ví dụ em với bạn này mà đến được với nhau, sau này cái gì em có thể làm được. Bây giờ em xin hát một bài Là Nhớ Người Yêu đi. Rồi, mời có nghĩa là hôm nay trở về là chắc chắn em sẽ nhớ bạn này rồi đó. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều mình gặp nhau đây mà sao đêm nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay. Tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng tim vàng em chiếm cả đời anh. Rất là hay, khiêm tốn thôi, giọng rất là trầm ấm. Này chắc là chắc vừa trồng cà phê vừa ngồi hát trà cà phê nghe không? Dạ, chắc có vậy chị. Đi làm mình buồn buồn cũng hát miêu mao vậy chị. Rồi, ok, bây giờ thì hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao em không bấm? Em có bấm á.
Nó bấm hả? Bấm xong kêu bấm lại là để tay vô lại giùm chị đi. Bạn gái yếu quá, làm bạn trai hú hồn. Dạ, làm em hết hồn. Nếu như lúc nãy cô ấy không bấm thì em nghĩ gì? Thì em nghĩ đó là cái duyên của mình nó chưa đến được với nhau, thì cũng có thể là làm bạn với nhau. Thì tường là tôi nghĩ cô không bấm á, tại vì cái khoảng cách địa lý xa đó. Dạ, em hiểu biết công việc của cổ. Dạ, em nghĩ như vậy. Phải thăm hỏi thường xuyên, điều đặn. Cái đó thì em ok rồi. Có cơ hội là phải cố gắng xuống thăm cổ và rút ngắn cái thời gian yêu nhau lại. Dạ, để chúng ta có thể về chung một nhà. Dạ, em hiểu. Cố gắng lên nhé. Dạ. Hôm nay là cái duyên dành cho hai bạn, con đường phía trước của hai bạn còn xa lắm, hãy cố gắng vun đắp ươm mầm cho cái tình yêu của mình. Rồi, cảm ơn hai bạn. Dạ, mời hai bạn về một phía. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Rồi, anh nắm tay em nhé. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hôn em nha. Rất là dễ thương quý vị, cặp đôi của ngày hôm nay đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Chị Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn đây là những chiếc vé xem phim từ hệ thống rạp Cinebox 212/9 tháng. Nào bây giờ chị nào về quê? Chắc em phải ở lại đi chơi coi phim nha. Đúng rồi. Chúc mừng hai bạn sẽ có một không gian thật lãng mạn trong rạp phim Cinebox.